Rồi, xin chào mọi người nhá. Đó. Hôm nay em nên video ít ba lăng xích. Đó. Ba lăng xích kéo tay là em có từ 1 tấn cho đến 5 tấn nhá. Giá thì em sẽ báo giá luôn ở trên video này nhá. Giá năm nay còn rẻ hơn cả năm ngoái nhá. Ví dụ con 1 tấn thì nó giá tầm độ khoảng từ 1,1 triệu cho đến 1,5 triệu. Đấy, mà con 1,5 tấn thì nó rơi vào tầm độ khoảng triệu 6 triệu 7. Tức là tùy theo xấu đẹp nha, chứ không phải là em báo giá chênh lệch kiểu vậy đâu nha. Đấy, tùy theo cái con nào đẹp xấu. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo với em. Riêng cái hàng ba lăng xích này cứ kết bạn Zalo với em thì em sẽ quay phim chụp hình báo giá thẳng từng con một đánh dấu vào. Ví dụ con 1,5 tấn này này đẹp này. Đấy, em bán trước bán 2 triệu giờ bán 1,8 triệu nha. Đấy, con 3 tấn này trước bán 2 triệu rưỡi này. Giờ bán 2 triệu 2 nhá. Con 1,5 tấn này trước bán 1,7 triệu giờ bán 1,5 triệu nha. Đó. Mọi người cứ coi video của em là em cứ báo giá trực tiếp luôn chứ không phải là giấu giếm gì đâu nha. Đấy. Bất kỳ một con gì em cũng báo giá luôn, tức là tùy theo hàng. Đấy. Con 2 tấn này bán 2 triệu giờ bán 1,8 triệu nha. Đấy. Con Kito 1 tấn đã lên điện là 380V cả chân chạy, đi theo bộ của nó cả chân chạy cả cả ba lăng nữa. Đấy. Xích của nó thì khá là dài đấy. Xích con này khá là dài nha. Xích con này nó tầm độ khoảng 6-7 mét nha. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, điện 380 luôn nha. Đấy. Motor của nó con chân chạy là 0,4 này. 0,4 này. Con này thì nó ở trong nó motor của nó là 0,9 nha. Đấy. Báo giá là 8,5 triệu chuyển khoản em bao ship luôn nha. Riêng con này 8,5 triệu chuyển khoản bao ship luôn. Đấy, bất kỳ ở đâu luôn. À, trừ nước ngoài nha. Trừ nước ngoài thì nó xa quá. Nhiều người cũng xem video của em, có cả bên Campuchia mua hàng của em. Đấy. Đấy. Tùy theo con 1 tấn thì là đẹp thì em bán giá trước bán 1,7 triệu bây giờ bán 1,5 triệu nha. Đấy, con này bán triệu trước bán 1,3 triệu à 1,5 triệu giờ bán 1,3 triệu thôi nha. Đấy. Còn những con mà 2,5 tạ đến 5 tạ thì nó rơi vào 2,5 triệu nha. Đây ba lăng xích điện luôn. Đây, con này đẹp 2,5 tạ. 2,5 tạ này thì nó xích nó đẹp mà nó dài. Em bán là 2,5 triệu. 2,5 triệu là con này lên được 5 tạ nha. Bởi vì ép xích đôi nên 5 tạ thêm cho em là 300 ngàn nữa nha. 300 ngàn em mua cái móc của nó. Cái móc để lên 5 tạ. Đấy, móc đôi tức là xích dòng dọc. Con này nó đang là sinh 1,5 tạ cực kỳ đẹp đó. Kito nhá, tất cả hàng của em là ba lăng xích hôm nay nó là toàn là Kito hết nhá. Đấy. Điện tùy theo mọi người thích điện gì thì em lên điện đấy nhá, điện 220V 3 pha hoặc là điện 380V 3 pha nhá. Em bao luôn lên điện nhá. Đấy. Con này là con Hitachi nhá. Hitachi 5 tạ. 5 tạ em bán là 2,5 triệu. Bởi dòng Hitachi thì nó rẻ hơn là Kito. Đấy.
Đây có con này một pha. Có con này một pha nhá, một pha một điện 100V này. Đấy, motor 0,4 kW này. Con này là em bán 4,5 triệu, chuyển khoản thì em bao ship luôn nhá. Đấy, con này là một pha 100V này, mọi người phải bắt buộc phải có cục đổi nguồn xuống 100V hoặc là 110V thì mới chạy được con này nhá. Em chưa lắp điều khiển nhá. Đấy. 4,5 triệu là cả điều khiển. Đấy, con này là chuyển khoản em bao ship luôn. Đấy, con này là nặng lắm, dây dài nhá. Xích nó tầm độ khoảng 6-7 mét đấy. Đấy, 15 mét chia đôi còn 7,5 mét này. Đó. Xích nó tầm độ khoảng 6-7 mét đấy. Thôi em báo 6 mét thôi, ở đây nó ghi là 15 mét chia đôi này, còn 7,5 mét này. Đó. Tức là 1 thì nó là 15 mét. 2 dòng dọc ấy. Con này nếu mà chạy xích 1 thì nó là 500 cân. Chạy xích dòng dọc như này là nó là 1 tấn. Đấy. Thì những con này gọi là 1 tấn. Zin nhá, nguyên zin hết nhá. Con này không có không có can thiệp điện gì nhá, chỉ có lắp lắp điều khiển thôi, điện 100V. Nếu mà muốn 220V thì phải cuốn lại. Cuốn lại thì em không bao cuốn lại đâu, mà cuốn lại thì nó không thể nào bền bằng 100V được. Con này cứ dùng cái cục 2 kg nó chạy được nhá. Dùng cục 2 kg nó chạy được, nó có 400W thôi, 400W thì nhân mới lại nhân với 3, 4, 12, cục 2 kg nó rơi vào tầm ký 4 vẫn được. Đấy. Cục 2 kg mới chạy được nó, cục 2 kg trở nên là sẽ chạy được nó. Cục 1 kg chạy không được đâu. Đấy. 0,4 1 kg chạy không được luôn. Con này nó rơi vào tầm 60 kg. 60 kg thì mọi người chuyển khoản em bao ship 4,5 triệu. Còn không thì có thể là nếu mà không cần bao ship đến tận nơi thì em sẽ trừ đi tiền ship. Ok luôn. Đó. Đấy. Còn những con này thì nó là 1,5 tấn, 2 tấn. Em bán là 2 tấn thì giá tầm độ khoảng loanh quanh đến 1,7-1,8 triệu thôi nhá. Đấy, còn 1 tấn thì loanh quanh nó rơi vào tầm độ khoảng 1,1 triệu cho đến 1,5 triệu. Đấy, giảm giá quá nhiều rồi. Hàng em thì cũng bán cũng đỡ đỡ đi rồi. Đấy. Đấy, Kito của em thì đa số là Kito nhá. 1 tấn thì em có dòng coi như là 1 tấn thì có Hitachi nhá. Kito cũng có một cặp nguyên bộ. Đó. Đó. Ai có nhu cầu thì cứ alo cho em. Làm điện như nào thì em sẽ báo luôn. Đấy. Điện 380 có những con là phải cuốn lại. Ví dụ con này 0,4 là phải cuốn lại này. Con này nên được 5 tạ. Đấy. Xích mọi người cứ hô bao nhiêu, xích muốn bao nhiêu mét thì hô bấy nhiêu mét thì báo em. Từ 40 mét trở xuống báo em thì em sẽ làm cho. 40 mét trở xuống là 5 tạ nha. 5 tạ em sẽ có cả hàng 40 mét luôn. Xích không, bên em là không có lối nha. Bên em là làm là xích nguyên zin hết nha. Không thể nào lối được đâu ạ. Xích này thì Việt Nam mình chưa đủ trình độ để lối đâu ạ. Đấy. Xích này nó là đúc của nó nha. Xích của nó là dí nóng, ép nóng nha. Chứ không phải hàn đâu mà lối được đâu nha. Đấy. Xích của cái loại này thì là, ví dụ giá này em báo là 2,5 triệu. 2,5 triệu còn 5 tạ như này. Đó. 2,5 triệu còn 5 tạ như này. Là xích này em bao cho 6 mét. Đấy. Bao cho 6 mét. 10 mét cũng được. Đấy. Từ 10 mét đổ lại là 2,5 triệu. Còn trên 10 mét thì nó, em sẽ cân xích lên và tính theo xích nha. Nó cũng rẻ thôi. Đây là 2,5 tạ. Đấy. Còn nếu mà nó rơi vào 5 tạ thì mọi người 10 mét thì mọi người cứ thêm 300 ngàn. Đấy. Tất cả hàng 2,5 tạ này lên được 5 tạ là xích dòng dọc chứ không phải là lên cái gì cả. Tức là đấu cái dòng dọc vào đây này.
Đấy, đấu cái dòng dọc này này nó lên được 5 tạ nhá, chứ không phải là bảo là bỏ cái tem 2 tạ rưỡi này đi mà lên được dán cái tem 5 tạ vào, không phải đâu, bên em sẽ không dán lại cái tem này đâu, chuẩn chỉ luôn. Đấy, 2 tạ rưỡi là 2 tạ rưỡi. Đấy. Đấy, con Hitachi này thì 5 tạ, xích 6 mét nha. Xích con này 5 mét 7 đến 6 mét. Dòng 1 tấn thì em có cả Hitachi cả Kito. Đấy. Ai có nhu cầu gì thì alo cho em nhé. Rồi, xin chào mọi người. Kết thúc video tại đây ạ.